Hôm nay em gặp một mảnh đất mà có 300 thổ cư Mà giá cũng cực kỳ mềm luôn anh chị Nó Gần chợ Vĩnh Kim nha anh chị Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha Hôm nay em về xã Đông Hòa Đây là mình thuộc ấp Thới giáp ganh với xã Vĩnh Kim nha anh chị Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 1017 m2 trong đó có 300 mét vuông là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Hướng tên màn hình anh chị đang nhìn. Đây là hướng đi thông ra ngoài ngay đường tỉnh lộ 876, khoảng cách đâu đó tầm khoảng 800 m nha anh chị. Và ra đó anh chị ghé về Ủy ban dân xã Đông Hòa, ngay đó có chợ trường học đầy đủ tiện ích luôn. Thì khoảng cách là tới 3 km lận, nhưng mà được cái ở đây anh chị đi chợ anh chị đi chợ Vĩnh Kim cho nó gần nha. Từ đây mà ra tới chợ Vĩnh Kim thì tầm khoảng 1,8 km là tới ngay chỗ chợ đồng mối tái cây của Vĩnh Kim luôn thì chợ đồng mối tái cây dính kim là một trong những một cái chợ lớn mà đang chuẩn bị có thể là lên thị trấn trong tương lai nha anh chị. Ngay đó thì mình có bệnh viện khu vực của huyện Châu Thành ở ngay đó, rồi có nhiều ngân hàng ở đó, có bách quá xanh, điện máy xanh nữa luôn. Nhưng mà đặc biệt ngay vị trí đó là một cái chợ lớn cho nên bán nguyên ngày nha. Và đường của mình là đường ô tô 7 chỗ chạy vào tới nha. Và cũng cái hướng này anh chị cũng đi thông ra đường huyện lộ 35 về Long Hưng qua thành phố Mỹ Tho luôn Nó cũng gần nữa Thế Nhưng mà để chút em lên định vị google Max Về ngay chỗ Chỗ mà Mỹ Tho Cho anh chị mình chi tiết luôn Ngay đây là ngay một cái cua nha anh chị Còn cái hướng ngược lại nè Đây là đường thông Đây là anh chị đi thông về Đường đường lộ Đan 5m của ấp dầu Thì cũng đi thông Về chợ Long Định nào được luôn Rồi cũng đi thông về ngay chỗ mà Vị tí là tường mầm non của Đông Hòa luôn đây mà lên tới tường mầm non của Đông Hòa thì đâu đó tầm khoảng chỉ có 1,2 km là tới ngay tường mầm non của xã Đông Hòa nha anh chị đó ha đây thì có cái nhà làm cổng cũng rất là đẹp luôn nè anh chị còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất vườn này có 300 thổ cư nè tổng diện tích là 1.000 017 mét vuông á tính từ ngay miếng gạo này nha anh chị mình đo ngang qua bên đây Mặt tiền mình thì nó hơi nhỏ Nhưng mà mặt tiền này ô tô vẫn vô được nha Chỉ có 6m38 à Mình có 5 cạnh nha anh chị Cạnh bên đây tính mặt tiền nhìn vô là cạnh phía bên phải Là mình đi sâu vào là 54m Phía sau đó là hậu của mình là 9m nha Là mình nó hậu nha anh chị Còn cái cạnh bên đây nè Là mình đi thẳng lên là 17m nha anh chị Lên tên đây 17m Rồi từ ngay cái mí qua bụi tầm dông đó đó Mới đi chạy về phía sau hậu của mình luôn là 64 mét nữa cho nên nó ra tổng diện tích là 1017 mét vuông tức là mặt tiền giáp với đường đan của mình là 6 mét phải 38 cạnh bên phải đi sâu vào là 54 mét cạnh bên trái là mình đi thẳng đứng lên thẳng ngay vậy nè đó là chỉ có 17 mét thôi rồi từ ngay cho đứng đó đó nha mình mới chạy dài vô về phía sau hậu mình dài về phía sau hậu mình là 64 mét rồi phía sau hậu mình là 9 mét tổng diện tích là 1 017 m2. Bởi vì em uh, lặp lại hai lần là do cái vị trí nó cái mảnh đất nằm cạnh thì thành ra nó hơi do khó giới thiệu, em giới thiệu cho anh chị mình dễ hiểu nha. Được cái mình có 300 m2 thổ cư. À, giá chỉ có 1 tỷ thôi nha anh chị. Nhưng mà giá này còn gặp trực tiếp với chủ đi thương lượng thêm nha. Phía bên hông mình thì có một cái uh, con đường nước, đường nước công cộng. Nhưng mà đường nước này uh, thì không có hành lang cái uh, bảo vệ kinh nha. Tại đó là đường nước thôi. Tuy nhiên nó có điểm yếu là bên đó mình có mấy ngôi mộ nha, mộ. Thành ra là mảnh đất này nó có cái giá nó cũng mềm là vậy đó. Cho anh chị mình tiện để tham khảo trước khi xem hết video của em. Để nhiều khi anh chị mất thời gian của anh chị đó. Còn em quay thì em phải quay cho nó gõ, nói cho nó gành. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn nè. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng nam. Cho cô chú anh chị nào mà hạp gì phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị tí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian đi tầm khoảng 27 phút, khoảng cách là 16 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 26 phút khoảng cách là 69 km chỉ có 69 km là anh chị tới ngay vị trí đất của mình luôn đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong mảnh đất mình luôn trước khi di chuyển vào bên trong thì để em đứng ngay cái cạnh đi gần dưới cái cạnh nha anh chị từ đây mà em đứng tới cái cạnh mình thì đâu đó tầm khoảng 3 mét nha đứng đây em quay về mặt tiền này em chỉ lại lần nữa nè cho anh chị dễ hiểu nha Em sẽ dùng tay chỉ nha anh chị Màn hình nó hơi mờ Em giới thiệu kỹ cho anh chị nào cần mua nha Còn anh chị nào mà không cần mua thì cũng xem cho dễ hiểu luôn Ngay miếng gạo đó nha anh chị Mình đo ngang qua đây là 638 m Từ ngay vị trí 638 m đó đó ha Là ngay chỗ cái xe em đậu á Mình mới chạy dài lại ngay chỗ cái miếng này Ngay miếng cây dừa đó ha Là 17m Và từ ngay chỗ vị trí cây dừa 17m này nè nó là mình phải đi dài xuống qua đây đó, Nó nó năm cạnh là vậy đó nó đi dài cặp theo con nước đường nước này nè thẳng xuống dưới luôn là 64m còn cái cạnh phía bên đây em quay lại mặt tiền này nè cạnh phía bên đó ngay mía gạo đó nha đi thẳng xuống là 54m phía sau hậu mình ở dưới đó là 9m tổng diện tích 1017 m vuông trong đó mình có 300m vuông là thổ cư phần còn lại là cây luôn năm Nói giá hiện tại chủ gửi cho mình xem bán là đúng 1 tỷ nha anh chị giá này còn thương lượng trực tiếp với chủ luôn đặc biệt là mình có 300 mét vuông thổ cư còn anh chị hình dung cắt cái nhà phải không cái nhà thì anh chị sẽ cắt cái kiểu giống như mình quay qua giày cũng được hoặc là anh chị quay cái độ xéo về cũng được ra ngoài hướng mặt tiền thì vậy còn không là anh chị phải cắt cái nhà cái kiểu xây đây đó là cái đường đi vô nhưng mà mình giáp ganh với lộ công cộng lộ của nhà nước lộ bự nha để em đứng ngay cái vị trí nào để quay cho anh chị mình à. dễ hình dung để khi cắt nhà anh chị mình liệu để tính toán ha. Em sẽ đứng ngay cái vị trí khu này, nếu mình cắt nhà là cắt đâu cái phản ngay đây. Một là nó có hai phương hướng, một là anh chị sẽ cắt xéo về phía mặt tiền của mình. Hai là anh chị sẽ cắt về cái hướng hướng nam bên đây luôn, ngay đó mình cũng hướng nam. Bên đây thì chắc tây nam. Đó rồi mình cái đường mình vô, mình cắt cái nhà vậy thì cái mảnh đất mình nó xuôi xuống vậy luôn. Còn vậy thì cái nhà mình nó vẫn đẹp nhưng mà miếng đất mình nó bị hơi xéo thôi ở tông thì có dừa tái cũng rất là sai Đó, anh chị thấy ha giá 1 tỷ đây bên trong mình thì đây có mấy cây mai mấy cây chuối nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Đông Hòa của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645 em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được anh chị gặp chủ có thể thương lượng với chủ anh chị mua nha 1017 mét vuông trong đó có 300 mét vuông là thổ cư phần còn lại là cây lâu năm giá chủ gửi mình bán là 1 tỷ nha anh chị đó. các cái nhà dày cũng được anh chị ngay đó xe mình cứ chạy quẹo vô đây thì cũng được rồi bây giờ mà đường ô tô mà diện tích mình 1.000 mét vuông này mà có 1 tỷ cũng hiếm có nha anh chị nhưng mà hỏi có được thì mình có thể cắt nhà được luôn bởi vì mình có 300 thổ cư cái điểm yếu của mình là phía bên đó thì có một số ngôi mộ hết thì thành ra nó mới có cái giá này nha chứ còn nếu mà không có mộ nó tống hết á. thì giá chủ sẽ kêu cao hơn thường là nó vậy đó em đi quay hoài em biết mà đất mình á thì thật sự là cao gáo sạch đẹp không màu mã tuy nhiên bên hàng xóm mình là có thôi nhưng mà kế bên mình thì cũng có một cái nhà cũng rất là lớn luôn nó em đang đi dài về phía sau cho anh chị mình xem nói chung là cái điểm mạnh của mình là đường ô tô gần chợ đồng mối tái cây Vĩnh Kim. Cái điểm mạnh thứ hai là mình có 300 mét vuông thổ cư. Vì anh chị mình cất nhà luôn, không cần phải chờ lên thổ cư nữa. Thổ cư thì yên tâm nha, không có quy hoạch gì hết trơn cho nên vấn đề đó anh chị mình cũng an tâm luôn. Nhưng nhiều khi nghe đường ô tô mà giá 1 tỷ thì à, anh chị à, nói rẻ quá có vấn đề gì không? Thì em nói à, mặt tiền mình á, điểm yếu là mặt tiền mình chỉ có 6 mét mấy thôi. Và điểm yếu thứ hai á là bên hàng xóm mình có mộ thôi Chứ đất mình thì hoàn toàn không có Ở phía sau mình thì được một cây ăn trái Đó là cái cây sầu riêng nha anh chị Đây anh chị thấy nè Cây này cây sầu riêng nha anh chị à ha, Tới cái ganh này hết nè anh chị Cái phía sau mình là 9m nè Bên đây cũng có hàng xóm mình luôn nè nó thì à, em cũng quay tổng quan cho anh chị mình xem hết trong cái mảnh đất mình đất mình đất thịt không à không có cát gì hết tân á toàn là đất thịt không cho nên mảnh này rất là đẹp đây là cái đường nước đường nước công cộng nha anh chị đường nước thôi chứ không phải gạch nha gạch là có hành lang còn đường nước là không có nha anh chị thì như anh chị biết rồi thường thường đất mà gần ngay chợ đầu mối trái cây của Vĩnh Kim này á thì giá nó rất là cao toàn là khoảng 1 000 mét vuông là khoảng 1 tỷ rưỡi tỷ 8 đó là do giá đất bây giờ hiện tại cũng đang đứng đứng ở nhà mới có giá đó nha còn trước đây là tới 2 tỷ lần tùy theo cái mặt tiền rộng hay hẹp còn cái miếng đất mình á thì 1017 mét vuông thì giá 1 tỷ thì nó có hai cái điểm yếu á, mặt tiền hơi nhỏ dưới bên kia thì có mộ thành ra cái giá nó cũng đưa ra mềm nhưng mà cũng tương đối là các nhà ở được nha anh chị tại vì hàng xóm mình thì nhà cửa cũng rất là đông rồi ở đây thì cũng thuận tiện cho anh chị mình đi chợ đưa con em mình đi học rồi nó cũng gần nữa thì đất mình cao ráo sạch đẹp rồi anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này thì cứ alo bên em rồi bên em sẽ dẫn anh chị mình đến xem được anh chị mua nha cứ liên hệ nhà đất minh xem tiền giang để xem những video mà em đăng lên anh chị coi phù hợp cứ alo còn bây giờ thì em cũng xin kết thúc video hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo nha em xin chào anh chị ạ